Plaza này ăn uống chơi thoải mái luôn. Cái này là chỗ cái con nít hay chơi. Chắc mệt. Mệt rồi nào. Mệt đi xin đồ xô. Hello, chào cả nhà. Chào mừng cả nhà quay lại với một vlog mới của LT Family, cuộc sống Canada tại thành phố Calgary. Thì hôm nay cái video này sẽ lâu lắm. Video này là hành trình để mình bắt đầu mình hoàn thiện cái shop của mình, cái shop ở nhà của mình. Thì hôm nay mình vào đây mình mua vài thứ lặt vặt thôi. Mấy cái này, mấy cái thứ mà nhỏ. Thì đây gọi là Dollarama, mà là một cái cửa tiệm mà tất cả đều là 1 đồng. Ngày xưa thôi. Bây giờ có bán mấy đồng lận. Thì cũng ok, nhiều đồ nó dùng đa số tiền là đồ Trung Quốc không à, thì nó mới có giá rẻ vậy. Nhưng mà mấy món lặt vặt như dễ thương lắm nè, bất cứ gì cũng có. Đây đây đồ đồ. Cũng đừng ơi. Đàn ông là phải có nóc. Phụng Đình ngủ rồi. Say hi. Làm duyên đi con. Phụng Đình ngủ rồi hả? Phụng Đình ơi. Dạ, yeah, yeah, đây, đây. Ok. Supply cũng về mọi người. Đợi lâu quá, cuối cùng nó cũng về tới rồi. Ngồi đưa chân xuống này nè. Mặt về đâu rồi đó. Bà bác cơ sở nó đặt không à, mà không đặt. Hello, chào mọi người. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, tối cuối cùng mà ngày mai bắt đầu mình quay lại cái công việc làm của mình rồi. Thì hôm nay mình tuy là tối nhưng mà mình phải muốn đi ra mình pick up thêm một số đồ mình mua ở Home Depot á. Đợt trước thì mình có quay đó, mình có con gái mình đi vào xem thử coi cái thùng đồ đựng đồ ngày á các con. Cho nên bây giờ mọi người theo chân mình để mình đi pick up đồ ha. Bây giờ mình ráp cho mọi người coi. Ok, sẵn bị review coi chất lượng luôn. Hẹn gặp mọi người sau vài giây nữa. Let's go. Home Depot rồi mọi người. Nãy ngay góc cua của Home Depot đường trơn quá, mình mới knock out cục đá xong. Tuyết còn đang rơi nữa mọi người. Đông mi mình thấy không? Nó bắt đầu đóng băng lại à. Âm 20 mấy độ trở lên bắt đầu cứ chỗ nào có nước nó đông lại à. Không ổn mọi người ơi. Nặng.
lúc nào còn trong thùng mình gán mình khinh ra, mình khinh vô nhà cũng muốn đuối luôn. Bây giờ thì nó nằm trong thùng, chẳng lẽ mình phải xé cái thùng ra sao, giờ nặng quá khinh không nổi. Chưa ăn cơm hay sao, sao thấy nặng quá, không có thế để kéo ra. Ok, có ai phụ không, qua phụ mình chứ. Mình cành đào mọi người, xong rồi. Mua cái này nó đỡ, nó còn tặng thêm cái này, nó đang khuyến mại á, cho nên một bộ của nó có 268 đồng, rẻ ghê. Cái canh xeo á thì nó mới xin nó rẻ. Yeah, xong.